Hello, xin chào các em đã đến với kênh Sim Candy. Chúng ta hãy cùng chơi tập hình xoắn về chủ đề nghề nghiệp nhé. Các em có mơ gì cho tương lai của mình? Cùng theo dõi xem ước mơ của các em có ở trong tập hình xoắn này không nhé. Như mọi lần, chị sẽ vừa chơi và vừa kể chuyện, và chị vẫn sẽ tặng lại 3 tấm hình cho bạn nào đăng ký kênh, like video và trả lời đúng câu hỏi. Câu chuyện hôm nay chị kể có tên là Andy thông minh. Andy rất thích lo chuyện bao đồng. Lão trọc phú trong làng rất đáng ghét. Một hôm, lão trọc phú nhìn thấy chú Gunner mới xây căn nhà 2 tầng rất đẹp, liền nảy ra ý đồ xấu. Hắn nói với chú Hunter: cậu vay nợ ta 5 đồng tiền vàng, bây giờ ta đến đòi nợ. Chú Hunter trả cho hắn 5 đồng tiền nợ. Lão trọc phú làm ra vẻ ngạc nhiên nói: 5 đồng vàng đó của ta rất hiếm có, mỗi tháng sinh 5 con, cậu nên trả ta 20 đồng tiền vàng mới đúng. Nếu không có thì lấy tầng 2 gán nợ. Chú Hunter thật thà nhăn nhó tìm tới Andy. Andy đang trồng nho, anh chỉ vào cán cuốc nói với chú Hunter mấy câu. Chú Hunter nghe xong tươi cười quay về. Ngày hôm sau, lão trọc phú đi săn về, nhìn thấy Andy đang chôn cái gì đó dưới đồng có vẻ rất thần bí. Hắn lớn tiếng quát: Andy, ngươi lén lút làm chuyện xấu gì vậy? Andy ấp úng nói: Tôi đang trồn tiền vàng. Hai mắt lão trọc phú lóe sáng. Tiền vàng có thể trồng được sao? Andy nói: dĩ nhiên là được rồi. Lão trọc phú bán tín bán nghi, lấy trong túi 1 đồng tiền vàng, nói với Andy: hãy trồng cho ta đồng này, khi nào thu hoạch chúng ta chia đôi. 1 tuần sau, Andy tới trang trại của lão trọc phú, cung kính dâng lên 5 đồng vàng. Tuần này thu hoạch được 10 đồng tiền vàng, tôi mang đến cho ngài 5 đồng. Lão trọc phú cầm tiền vàng, vô cùng vui sướng. Hắn vội về phòng, mang 1 túi tiền đưa cho Andy. Chỗ này có 20 đồng vàng, người hãy mang đi trồng. Tuần sau thu hoạch chúng ta chia nhau. Tuần thứ hai, Andy buồn rầu nói với lão trọc phú: suốt 1 tuần không mưa, tiền chết khô hết cả rồi. Lão trọc phú tức tới nỗi nhảy dựng lên: sao có thể như thế được, làm gì có chuyện tiền chết cơ chứ. Andy bình thản nói: nếu tiền có thể trồng được thì cũng có thể chết chứ ạ. Andy đưa tiền cho chú Gunner. Gunner mang tiền trả cho lão trọc phú. Lại là tên Andy thích lo chuyện bao đồng. Lão trọc phú tức giận trợn mắt, nhưng buộc phải chấp nhận. Chị đã kể xong câu chuyện Andy thông minh rồi. Các em thấy câu chuyện này có hay không? Và bài học trong cuộc sống của chúng ta phải học tập trí tuệ, sự dũng cảm, lạc quan và dí dỏm của Andy. Và nhớ là thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn, dũng cảm trừng trị kẻ xấu nhé. Câu hỏi của chị hôm nay dành cho các em đó là: Andy đã làm thế nào để có thể giúp chú Hunter không bị lão trọc phú bắt nạt nữa? Các em hãy bình luận ở bên dưới câu trả lời của mình. Chị sẽ chọn ra 1 bạn trả lời đúng câu hỏi, đăng ký kênh và like video thường xuyên tương tác với kênh của chị để nhận được phần quà trong tuần nhé. Và tất cả các phần quà các em không phải trả bất kỳ 1 khoản phí nào cả. Cảm ơn các em đã xem hết video. Các em có thể xem tiếp cách chị chơi hình xoắn này và thử chấm điểm cho chị xem chị có thể được mấy điểm nhé.